Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cắt một cái gốc bo tròn. Đó, gốc bo tròn của cây sắc hầm này để mình làm một cái gốc bo rất đẹp nha. Đó, hình tròn luôn. Thì ở đây mình đã có cắt mẫu rồi nè. Đó, cắt mẫu này cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì cái phần này đây mình thấy thức nữa này. Rồi ví dụ mình muốn cắt một cái thanh này 20 25 và bề này là bề 2,5 nè, bề 2,5, còn bề này là bề 5 phân. Thì mình muốn bo tròn làm sao cho nó đẹp thì đây mình cũng sẽ có cách. Thì ở đây mình lấy một cái cố định đây, đầu tiên là bên đây trước nha. Đó, đầu tiên mình đặt một cái góc thước vuông vô. À, thiết vuông vô đây trước là mình lấy bên đây là cái bên chính nha, bên chính của tự ví dụ như chiều dài là nó 5 tấc 7 đi, nó 5 tấc 7 thì mình sẽ làm đây 5 tấc 7. Khi mình bẻ co vô thì cái chỗ cái góc này nó sẽ là 5 tấc 7 nha. Rồi, thì 5 tấc 7 xong thì mình sẽ đo từ đây tới đây là 7/8 ly nè, đó 7/8 ly đó. Rồi xong 7/8 ly rồi thì mình sẽ lấy mình đo từ cái chân chỗ cái 7/8 ly này để làm dấu nè, là mình đo ngược ra đây là 5 phân. Đó, là 5 phân. Rồi thì mình sẽ dùng cái miếng đá cắt này, thì cái đá cắt này là 1 tấc 5 ly đó, hoặc là 1 tấc 1. Nếu mà mình làm được muốn miếng đá cắt mà 1 tấc thì nó rất là bo này, rất là tròn, nhìn đẹp hơn nữa. Nhưng này mình có tấc 5 ly, mình không có đá cắt 1 tấc. Rồi xong mình sẽ đây là đã mình đặt một cái góc thước vuông vô đây rồi nè, nó rất là vuông ha. Rồi sau đó mình sẽ đặt một cái mình gạch một đường trên này thẳng trước nè. Đó, rồi mình sẽ đặt vô đây. Đó, đặt vô đây. Qua wow, đây là chỗ cái dâu làm dấu này 5 phân nè. Thì các bạn phải làm một đường ngang thì bắt buộc nó sẽ là nó sẽ bo tròn theo góc này. Đó. Bây giờ mình làm hai bên thì mình cũng đặt bên đây, nó qua bên đây nó cũng như nhau thôi chứ nó không khác hết. Đó. Thì nhớ là mình 25 như còn ví dụ mà sắc hợp 30 á, 30 thì mình phải lấy cái độ hở từ như chân mình tính từ đây là 5 phân nữa là 5 phân mình cộng thêm 5 ly nữa, tại vì 25 5 ly thì mình phải cộng thêm 5 ly nữa là 8/5 nha. Đó, 8/5 thì mình sẽ cuốn vô nhưng mà mình đo đây là phải 6 phân nha. Đó, 6 phân. Đó, tại vì 6 sắc hợp 6 thì mình phải đo 6, khi mình cắt rồi mình sẽ bẻ vô rất là ok. Đó, thì bây giờ để mình cũng cắt mình gắp vô cô chú anh chị các bạn xem nha.
đây. Đó, thì mình đã cắt và ghép vô, bo lại thành một góc tròn như thế này. Đó, rất là đơn giản. Rồi thì mình sẽ kết thúc clip nha. Hẹn cô chú lại, anh chị và các bạn lại clip tiếp theo. Ok, bye bye.